Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu cách viết đoạn văn nghị luận 200 chữ. Đây là một xuống ra đề của năm nay dành cho các em học sinh lớp 12. Nhưng đồng thời đây cũng là một cách viết mà vừa đảm bảo được kiến thức, vừa có sự tinh lọc. Để viết được đoạn văn nghị luận 200 chữ này, về hình thức, chúng ta sẽ phải chú ý những điều như sau. Chúng ta cần trình bày trong một đoạn văn, không được ngắt xuống dòng. Dung lượng an toàn khoảng 2/3 tờ giấy thi, khoảng trên dưới 20 dòng viết tay. Có thể viết nhiều hơn một vài dòng cũng không bị trừ điểm, nhưng không nên viết dài quá. Giám khảo không ai có thể đếm đủ 200 chữ được, nên chúng ta cũng đừng lo lắng về số câu chữ. Nếu viết đủ ý, diễn đạt lưu loát, không bị mắc nhiều lỗi chính tả và bài viết của chúng ta sáng tạo thì chúng ta có thể viết dài hơn một chút, vẫn có thể được điểm cao. Nếu đề bài yêu cầu viết bài văn thì chúng ta phải trình bày đủ 3 phần của bài. Nhưng nếu mà yêu cầu viết đoạn và ghi rõ là 200 chữ thì chúng ta thực hiện đúng như là phần đã được nói ở trên. Về mặt nội dung, dù dài hay ngắn thì đoạn văn cũng phải trình bày đủ các ý như sau. Cụ thể, nó phải có câu chốt, thường là sẽ là nằm ở câu đầu, gọi là câu mở đoạn. Câu mở đoạn có tác dụng dẫn dắt vấn đề. Và vì viết theo hình thức này nên đoạn văn của chúng ta đa số sẽ là diễn dịch. Câu chốt sẽ ở đầu và các câu sau sẽ triển khai câu chủ đề. Đoạn văn chỉ có lên có một câu chốt thôi. Nó nêu ra ý nghĩa, rút ra bài học, cảm xúc, quan điểm cá nhân và vấn đề cần đang bàn luận. Như vậy thì chúng ta hiểu là câu mở đầu sẽ là câu nêu khái quát vấn đề, còn câu cuối sẽ là câu chốt lại vấn đề. Thế còn những câu ở giữa thì sao? Những câu ở giữa chính là câu nêu lên nội dung chính và nó được chia theo đúng như là các dạng văn nghị luận. Nếu mà là đoạn văn thuộc dạng nghị luận tư tưởng đạo lý thì ở phần giữa sẽ có phần giải thích vấn đề. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích chứng minh vấn đề. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bình luận mở rộng vấn đề. Và cuối cùng thì nêu ra ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức về hành động. Nhận thức và hành động. Thế còn với đoạn văn nghị luận về hiện tượng đời sống thì chúng ta sẽ nêu các ý như là hiện tượng. Thứ hai, phân tích tác dụng tác hại. Thứ ba, bàn luận về nguyên nhân. Và cuối cùng đưa ra giải pháp. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa bằng một số những đề văn. Ví dụ đề đầu tiên, suy nghĩ của anh chị về hiện tượng tâm lý đám đông trong giới trẻ hiện nay. Chúng ta cũng sẽ viết với khoảng 200 chữ. Đây là bài tham khảo. Tâm lý đám đông là cụm từ hay được nhắc tới mỗi khi có một đám đông cùng cư xử như nhau. Tâm lý này có sức mạnh riêng của nó, và những ai vào tầm ảnh hưởng của đám đông ắt cũng hiểu ra sức mạnh đó ra sao. Nhưng tâm lý đám đông cũng để lại những tác hại nghiêm trọng, nhất là với những bạn trẻ. Nhiều bạn chạy theo đám đông thích a-dua, nhiều người cùng tham gia một sự việc nhưng hoàn toàn không có chính kiến, không hiểu bản chất của sự việc. Họ chiếm ưu thế về số lượng nhưng không có sự liên kết thực sự, nên không tạo ra sức mạnh bền vững mà chỉ là sức mạnh nhất thời, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tác hại của lối sống chạy theo đám đông là hình thành thói quen xấu, chỉ biết làm theo người khác, biến con người thành những người thiếu bản lĩnh, dễ bị lôi kéo, kích động, mất đi cá tính riêng và thiếu tính tiên phong. Nguyên nhân là ở đâu đây? Có thể do các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sống và kiến thức xã hội về các vấn đề mà các bạn bất ngờ gặp phải. Sự bùng nổ thông tin như hiện nay, nhất là mạng xã hội, cũng góp phần tiếp tay cho các bạn thể hiện cảm xúc của mình trong tích tắc. Vì vậy, các bạn dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông, hùa theo những vấn đề nóng của xã hội một cách vô thức. Nhưng khi đã phân biệt rõ được phải trái với lương tâm trong sáng, bạn hãy can đảm thực thi những giá trị nhân bản. Hãy sống sao cho bản thân được tôn trọng và không ngừng nâng cao nhân phẩm, đạo đức. Và để dám nghĩ, dám nói, dám tin, dám làm, bạn hãy cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng một chiều của đám đông. Chúng ta không coi thường, nhưng cũng đừng quá coi trọng đến sự đánh giá của dư luận. Khi bạn làm một việc gì đó mà không quan tâm đến những lời chỉ trích hay vì những lời khen tặng của đám đông, họ lại kính nể bạn vì bạn có chính kiến, dám sống, dám cống hiến và sẵn sàng đem sức mình xây dựng xã hội.
Tiếp theo chúng ta sẽ lấy minh họa ví dụ với đề văn suy nghĩ của anh chị về thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay trên thế giới, và chúng ta cũng trình bày dưới một đoạn văn không quá 200 chữ. Sau đây là bài làm tham khảo. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của trái đất, là băng tan, nước biển dâng cao, là các hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, sóng thần, động đất, hạn hán và giá rét kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm và xuất hiện hàng loạt các dịch bệnh trên người gia súc, gia cầm. Nguyên nhân dẫn đến việc biến đổi khí hậu vô cùng đa dạng. Nó có thể là do sự thay đổi của môi trường thiên nhiên, hiệu ứng nhà kính tăng cao trong khi khí quyển ở mức độ cao. Tuy nhiên, nguyên nhân có tác động lớn nhất chính là do con người. Vì mật độ dân số gia tăng nhanh chóng, nhu cầu nhà ở, lương thực tăng cao, các nhà máy xí nghiệp được xây dựng nhiều. Trong khi đó, cây thì và rừng thì bị khai thác và phá hủy. Nhiều loại động vật hoang dã gần như rơi vào tuyệt chủng. Sự mất cân bằng trong sinh thái đã dẫn đến những sự thay đổi trong khí hậu toàn cầu. Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà rất nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp đã bất chấp pháp luật thải ra môi trường nước thải công nghiệp chưa qua xử lý. Rồi rác thải y tế, rác thải sinh hoạt chưa phân hủy được. Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế. Để góp phần ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng về phương tiện giao thông, đi bộ, đi xe đạp, sử dụng xe dùng chung hoặc các phương tiện giao thông công cộng để tránh gây khói bụi, tiết kiệm được nhiên liệu, tái chế được rác thải nông nghiệp và chăn nuôi. Chúng ta có thể tái chế các nguồn rác thải này thành các nguồn năng lượng có ích cho đời sống. Đồng thời chúng ta nên ngăn chặn việc chặt phá rừng và hãy trồng nhiều cây để ngăn chặn lũ lụt, cũng như để ta có một bầu không khí trong lành. Và từ những hành động thiết thực nhất trong một cuộc sống, chúng ta không nên xả rác bừa bãi, không vứt rác xuống sông ngòi. Mỗi cá nhân có thể khuyến khích cộng đồng vì sự biến đổi khí hậu tại nơi làm việc và trường học. Khuyến khích những người cùng làm việc và học sinh, sinh viên chấp nhận và thực hiện hành động giảm rác thải, phế thải. Như vậy, tôi vừa trình bày cách viết đoạn văn 200 chữ, đồng thời có nêu ra hai ví dụ minh họa. Tôi mong rằng tất cả các em học sinh sẽ có được những bài văn tốt và các thầy cô giáo sẽ có được kiến thức để hướng dẫn học sinh trong phần này. Xin chân thành cảm ơn.